Hello, xin chào các em. Chào bạn là Nguyễn Thắng. Bạn là Công Hiếu, Đức Huy, Hồ Chi, Thúy An, Thảo Linh, Sơn Trương, Vũ Minh Đức, Nguyễn Trọng Đoàn, Lê Công Bảo, Kiên Nguyễn, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thắng, Nguyễn Tiến Đạt. Thầy cho em xin ảnh gì nhỉ? Xin info anh cộng tác viên ở Đại học Phenica. Thầy có không nhớ em cần xin info của anh nào. Rồi, chào Hoàng Thiên Hương, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Đắc Khánh Tùng, Thu Trang, Nguyễn Doãn Thanh Hằng. Hôm nay thì chúng ta có cái đề lý thuyết VIP số 01. Thì đây là một trong những cái thành phần chính của cái khóa luyện đề tổng ôn mà thầy Trọng đang dạy ở bên Master Study. Thì như chúng ta đã biết đó là thầy Trọng có khóa IMO. Hiện nay thì cái khóa IMO các bạn đã học coi như xong chương trình phổ thông rồi. Hóa vô cơ chỉ còn một vài bài nữa là xong. Còn chúng ta đang bắt đầu chuyển sang giai đoạn luyện đề. Các bạn đã luyện được một vài đề và chúng ta bắt đầu hôm nay là luyện lý thuyết song song. Cái giai đoạn luyện đề tổng ôn thì nó có ba cái mảng chính. Thứ nhất là luyện đề thi thử. Thứ hai, cái đề thi thử thì có hai nguồn. Nguồn thứ nhất là từ đề của thầy Trọng. Nguồn thứ hai là từ các đề thi mà các trường đang thi trong cả nước, sẽ chữa gần như chi tiết tất cả các đề. Đấy, tất cả các đề trong cả nước nhé. Và cái phần phần thứ hai đó là tổng ôn lý thuyết thì bằng cách chữa các cái bộ đề lý thuyết nâng cao như cái đề này. Và có phần nữa đó là tổng ôn là những kiến thức quan trọng và những kiến thức vận dụng cao. Rồi các em ơi, chúng ta xem livestream thì chúng ta không ngần ngại thả tim và chia sẻ livestream ủng hộ thầy nhé. Mặc dù hôm nay nó là có một trận đấu của Việt Nam với Indonesia, nhưng mà thầy thực ra thầy cũng không ngờ là hôm nay có trận đấu đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta đã lên lịch thì chúng ta cứ chữa đúng không? Bạn nào hiện nay đang xem livestream chắc chắn là một thiên thần đúng nha. Chúng ta không xem bóng đá mà tập trung xem livestream thầy Trọng, chắc chắn các bạn là những thiên thần rồi. Rồi ok, rồi một số bạn nhé, quan trọng nghĩa lát 8 giờ thầy Đức cũng có đề thi thử à? Ừ, thế rồi chúng ta chữa nhanh cái đề này đi các em ơi. Hello các bạn vào sau nhá. Rồi thầy sẽ đọc lại comment của các bạn vào sau. Chúng ta cùng làm đề này với thầy. Bạn nào mà chưa có đề thì chúng ta có thể xem loát lại page của thầy Trọng ấy. Cách đây một ngày là thầy có up lại cái link đề rồi đấy. Chúng ta có thể xem lại. Chúng ta comment luôn, thầy bắt đầu từ câu 1 các bạn ơi. Câu 1, XY là 2 hydrocarbonate. X là chất rắn tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Đấy, thì chúng ta nhớ là không ngọt bằng đường mía thì chủ yếu là đường glucose, đúng nhỉ? Còn fructose thì nó ngọt hơn các em nhé. Đấy, chúng ta phân vân giữa C hoặc D. Trong đó nó bảo là Y là chất dạng sợi, cái dạng sợi ấy chắc chắn nó là tinh bột, nó là cellulose. Còn tinh bột ấy, thì nó là chất rắn vô định hình. Câu 1 đáp của mình đáp C. Rồi, xin cảm ơn bạn Nguyễn Thắng, Thảo Linh, Sơn Trương, Công Hiếu, Kiên Nguyễn, Thọ Phú, Bùi Thanh Phương đã comment. Câu số 2, số chất phản ứng với FeCl3 thì NaOH chắc chắn có phản ứng biến thành FeOH 3 lần kết tủa. Cu có thể khử FeCl3 về FeCl2, sắt cũng vậy. AgNO3 có phản ứng tạo ra AgCl kết tủa, có mỗi K2SO4 là không phản ứng. Vậy thì câu 2 chúng ta có 4 chất, câu 2 chúng ta chọn thầy phương án A. Rồi, câu 2 đáp án A. Câu số 3, phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt 3? Thì chúng ta thấy ngay là câu A nó sẽ biến thành FeCl3 cộng với nước. Các bạn comment và chia sẻ livestream giúp thầy nhé. Câu C thì nó biến thành Fe2SO4 3 lần cộng với nước. Yên tâm học lý thuyết thầy Trọng chỉ có đỉnh cao thôi. Lý thuyết thầy Trọng chắc chắn đỉnh cao rồi, năm ngoái các anh chị cũng học rồi. Đấy, các anh chị chỉ cần học mỗi khóa lý thuyết cũng phải chinh phục được điểm 9. Thậm chí có một chị tên là chị Minh Tuyền này. Đấy, thì Mộng Tuyền chứ đúng không? Là được 9 điểm rưỡi cơ nha, cộng với NO cộng với H2O. Câu D của mình thì nó biến thành FeCl2 cộng với nước. Vậy thì tóm lại cộng với hydro. Vậy tóm lại là chúng ta sẽ chọn thầy đáp án của mình là đáp án D. Đúng không? Câu số 3 đáp án D. Ok, cảm ơn thêm bạn Xin Ghe à. Thảo Linh, Công Hiếu, Bùi Thanh Phương, Kiên Nguyễn, Quan Trọng Nghĩa, Lê Công Bảo, Sơn Trương. Rất nhiều bạn đã comment rất nhiệt tình, bạn Nguyễn Doãn Thanh Hằng xin cảm ơn. Câu số 4, chất béo chiolein không phản ứng cái gì? Thì em chú ý thầy là chiolein ý, nó là chi este của glycerol với axit oleic. Thì axit oleic nó có hai nối đôi, nó có hai cái một nối đôi nó nằm ở liên kết C nối đôi C đúng không? Và một cái nối đôi nó nằm ở nhóm COO. Đấy, vậy thì chúng ta thấy ngay là vì nó có nối đôi nên tác dụng với hydro, tác dụng với brom. Vì nó là este này tác dụng với NaOH còn không tác dụng với CuO hai lần. Câu 4 chúng ta chọn thầy phương án của mình là phương án D. Câu 4 thì nhìn qua tất cả bạn nào những bạn nào đang comment đúng hết. Câu số 5, anh này nó là este của glycine. Vậy thì khi thủy phân thì nó sẽ biến thành muối glycine thôi. Câu số 5 đáp án của mình là đáp án B. Câu 6 thì cái lớp cặn ở dưới đáy nồi ấy, đúng không? Hoặc là những cái bể đựng nước vôi thì lâu ngày nó có lớp mảng màng cứng bám trên bề mặt, thì cái lớp màng cứng này nó chính là CaCO3, đáp án D. Đúng nhỉ? Câu 6 đáp án D. Những câu này rất đơn giản, chúng ta chữa nhanh đi. Bởi vì lát nữa hình như bên Pet thầy Đức còn có thi thử. Đấy. Hoặc là một số bạn mà xem bóng đá thì chúng ta cứ tập trung chữa cho thầy. Thầy nghĩ rằng nếu mà thầy mà chữa nhanh cái đề này chắc chỉ cần hết hiệp 1 là chúng ta có thể chữa xong và chúng ta có thể có thời gian là xem hiệp 2 của trận đấu nhé. Chúng ta tập trung một chút, hiệp 2 mới quan trọng mà. Đúng không? Câu số 7,
Chất có nhiệt độ sôi cao nhất thì chúng ta nhớ thầy một cái trật tự, đó là nhiệt độ sôi của axit cao hơn nhiệt độ sôi của ancol. Nếu mà chúng ta đang xét những hợp chất đơn chức nhé, cao hơn nhiệt độ sôi của este, aldehyde vân vân. Chúng ta so sánh là những cái hợp chất có cùng số carbon hoặc số carbon xấp xỉ nhau. Vậy thì trong bài này hiển nhiên chúng ta sẽ chọn phương án B. Câu 7 đáp án B. Rồi, câu này thì tất cả bạn đều đúng. Bạn Hoa Nguyễn, Đa Lưu, Xin Ghe Um, bạn Lê Thắng, bạn Sơn Trương, bạn Kiên Nguyễn, Thắng Nguyễn, Thảo Linh. Các bạn khác comment ủng hộ thầy đi. Rồi, tiếp tục câu số 8. Ion nào sau đây có tính ô xóa mạnh nhất? Thì ion có tính ô xóa mạnh nhất là ion phải đứng sau cùng trong dãy điện hóa. Nếu mà bốn ion này thì ion đứng sau cùng chỉ là đồng 2 cộng. Được chưa nhỉ? 8B. Câu số 9, cho este này thì tên của nó là gì? Anh này nó là metin này, đúng không? Cả cái axit này là metacrylic thì chúng ta sẽ đọc có thầy là metin metacrylat. Câu 9 em chọn thầy phương án B, được chưa? Câu số 10, thủy phân anh nào trong môi trường kiềm được glycerol thì chắc chắn là chúng ta phải thủy phân chất béo, đúng không? Chúng ta sẽ chọn thầy đáp án của mình câu 10 là đáp án D. Hôm nay chắc nhiều bạn xem bóng đá, các bạn ấy chắc chưa vào. Chúng ta chia sẻ livestream nhé. Câu 11, một số este có mùi thơm đặc trưng không độc được dùng làm hương liệu mỹ phẩm. Etin propionat là este có mùi dứa. Vậy thì công thức của etin propionat là gì? Quá đơn giản, etin là C2H5, axit propionic là C5COH, đúng không? Thì bài này chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình, nó chính là phương án C. Còn câu A nếu mà ta đọc ấy thì nó là metin acetat. Câu B ta đọc là etin format, câu D ta đọc là metin propionat. Đấy, giọng thầy Trọng hôm nay vẫn còn đang khỏe lắm. Chiều nay bạn nào đi học off, thầy chúng ta biết là thầy chữa chiều nay là 6 đề 300 câu trong một buổi chiều nhé. Mà bây giờ thầy vẫn có thể livestream với tốc độ cao như vậy được. Câu 11 đáp án C. Nên chúng ta yêu thương thầy Trọng, chúng ta nhớ chia sẻ video ủng hộ thầy nhé. Câu 12, margarine hay còn gọi là bơ thực vật đấy thì được tạo ra từ dầu thực vật. Vậy thì người ta dùng phản ứng gì? Thì chắc chắn là từ dầu thực vật là chất béo không no thì chuyển thành bơ thực vật là chất béo no, thì chúng ta phải dùng phản ứng hydro hóa. Mà phải là hydro hóa chất béo lỏng. Câu 13, 12 đáp án của mình đáp án D. Câu 13, thủy phân este phenin acetat thì phenin acetat nó là este của phenol, nó sẽ CH3COC6H5. Anh này cho vào kiềm thì sản phẩm của mình nó sẽ là CH3CONA, đúng chưa? Cộng với gì? Cộng C6H5ONA và cộng với nước. Vậy thì nó sẽ thu được hai muối và nước. Hai muối này ta đọc là natri acetat và natri phenolat. Câu 13 chúng ta chọn thầy phương án A, được chưa? 13A. Tiếp tục câu 14, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất thì ta phải chọn thầy Ag, được chưa? 14 là Ag nhá. Câu số 15. Câu số 15. Nào xin mời chúng ta sang thầy câu số 15. Nó bảo là metin amin thì tác dụng với anh nào sau đây? Metin amin thì chúng ta chú ý cho thầy là nó là amin thì nó sẽ tác dụng được với axit, đúng không? Hoặc là bài này có mỗi axit thôi, đáp C. 15 chúng ta chọn thầy phương án của mình đó là phương án C. Tiếp tục sang câu số 16. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thì sản phẩm của chúng ta nó là muối M và chất X. Vậy thì cho biết là cả hai chất này đều tráng gương. Thì cả hai chất mà đều tráng gương thì chúng ta phải hiểu đó là este của axit formic. Và thứ nữa là cái sản phẩm của nó biến thành aldehyde. Thì bài này chúng ta sẽ chọn phương án A. Kinh nghiệm là cái nối đôi nằm ở vị trí ngay cạnh nhóm CO này. Thì lát nữa nó sẽ thủy phân biến thành muối là HCONA này. Và cái thằng này nó OH cắm vào đây. Cắm ở đây nó có nối đôi mà. Và bậc 1 thì nó không bền, nó tự động chuyển hóa thành aldehyde là CH3CH2CHO. Vậy thì bài 16 chúng ta chọn thầy phương án của mình là phương án A. Rồi ok, 16A nhé. Lê Thắng chưa đúng em ơi. Lê Thắng là nhớ là cả hai sản phẩm đều tráng gương cơ. Đấy, 16A thì có rất nhiều bạn như bạn Thảo Linh, bạn Xin Ghe Um, Sơn Trương, Kiên Nguyễn, Nguyễn Doãn Thanh Hằng, Nguyễn Thùy Trang, Kiên Nguyễn. Rồi, Quan Trọng Nghĩa. Ok các bạn tiếp tục comment đi. Hôm nay những ai đang xem livestream là thiên thần rồi. Bởi vì giờ này Việt Nam đang đá, rất nhiều bạn là tập trung xem bóng đá mà không tập trung học bài. Hôm nay thầy có livestream thêm ra cái buổi này, hy vọng là chúng ta sẽ ủng hộ thầy. Câu 17, valin có công thức cấu tạo là gì? Valin nó có 5 carbon và có mạch carbon phân nhánh. Câu 17 chúng ta chọn thầy phương án A. Câu 18, hai chất hữu cơ XY có cùng công thức phân tử. Vậy thì X tác dụng với NaHCO3 thì chúng ta sẽ suy thầy là X là axit. Chúng ta nhớ là trong các hợp chất hữu cơ thì chỉ có axit nó mới tác dụng với NaHCO3. X là axit thì chúng ta sẽ thấy ngay là phương án nào cũng được. Nhưng mà hai chất này cùng công thức phân tử thì chúng ta thấy ngay cái phương án C tạo loại đầu tiên này. Bởi vì mà anh có nối đôi, anh không có nối đôi thì chắc chắn không phải cùng công thức phân tử rồi. Câu A tạo loại tiếp theo này, bởi vì chất đầu tiên có 4 carbon mà chất thứ hai này chỉ có 3 carbon. Vậy tôi đang phân vân giữa B hoặc D. Trong đó nó bảo là Y vừa NaOH phản ứng với NaOH nhưng không natri. Rồi. Chúng ta thấy ngay là nó bảo em đó là và có phản ứng trùng hợp A đây, nó bảo X có phản ứng trùng hợp chứng tỏ X phải có nối đôi. Có nối đôi là pi C nối đôi C này. Vậy thì bài này buộc phải chọn phương án B. Phương án D của mình thì cái anh đầu tiên không có nối đôi bên ngoài.
thì không thể trùng hợp được. 18, chúng ta chọn thầy phương án của mình là phương án B nhá. 19, tên gọi amin nào sau đây không đúng? Đấy, thì cái câu A của mình nó là amin bậc 2 thì nó là dimethylamin là đúng. Câu C thì anh này amin bậc 1 và có nhóm amin gắn carbon số 2 nó là isopropylamin cũng đúng. Câu C thì nó bảo anh này là n-propylamin quá ok luôn. Câu D sai này, nó lừa đúng một từ thôi, phải là anilin chứ không phải là alanin nhá. Câu 19 chúng ta chọn phương án D. 20, thiolein là chất béo không no. Chất béo không no cộng NaOH thì x của mình nó sẽ là C17H33CONa. Cái này mà đổ axit vào thì y của mình nó sẽ là C17H33COH đúng không? Và anh này cộng hiro thì thành C17H35COH, được chưa? Vậy thì chúng ta chọn Z thầy nó là axit stearic. Câu 20 chúng ta chọn thầy phương án của mình là phương án A, được chưa? 20 đáp án A. 21, thủy phân một chi glycerid trong môi trường kiềm đúng không? Gồm có natri palmitat, natri stearat tỷ lệ 2:1. Vậy thì bây giờ chúng ta phải biết là có bao nhiêu cấu tạo. Thầy chữa bài hôm nay rất nhanh ấy nhá, để cho các bạn có thời gian các bạn xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, đúng không? Trận hôm nay rất quan trọng. Đấy, thầy cũng không tính toán được là hôm nay có đội Việt Nam đá nên là thôi chúng ta cố gắng ta chữa xong hiệp 1 lại xong cái phần giải lao là chúng ta hy vọng sẽ xong. Câu 21 thì nó bảo em này, đây là chi ete của glycerol đây, nhưng mà nó bảo có hai muối palmitat với stearat tỷ lệ 2:1. Thôi, để đỡ mất công viết tôi gọi đây là muối gốc R đi. Được chưa? Hai gốc R và một gốc R phẩy. Thì cái này tôi có hai cách sắp xếp R phẩy hoặc là cho R phẩy vào giữa, đúng chưa? Đó, em tự hiểu R phẩy là cái gì cũng được. R là palmitat, còn R phẩy là stearat. Đúng chưa? Thế bài này nó chỉ có hai cấu tạo thôi, 21 đáp án A. Câu này rất hay. Những bạn chọn A các bạn Đặng Thu Thùy, Sơn Trương, Xin Ghê Um mà Kiên Nguyễn, Nguyễn Nhật Huy, Thảo Linh, Sơn Trương, Trịnh Thùy, Nguyễn Thắng, Đỗ Quang Duy. Ok các em. Tiếp tục. Câu số 22. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức là C6H10O4. Thủy phân tạo ra hai ancol đơn chức có số carbon gấp đôi nhau. Bây giờ tôi đi tìm nhé. Anh đầu tiên ancol là CH3 và CH7 không thể gấp đôi nhau được. Câu A loại. Câu B. Câu B của mình nếu mà ta đếm tổng thì thằng này cũng chỉ có 5 carbon thôi, cũng loại tiếp. Câu B của mình chỉ có 5 carbon này. Câu D của mấy carbon nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Ui, câu D của mình có 7 carbon. Thế bài này nó dễ thế à? Đáp C. Bài này rất đơn giản, ta đếm số carbon ta loại được hết. Đáp mình đáp C. Quá dễ, đúng không? Anh này nó thủy phân thì thành muối của mình là muối của axit malonic là CH2CONa 2 lần này. Cộng 2 ancol là CH3OH và C2H5OH. Được chưa? Câu 22 đáp án của mình nó là đáp án C nhá. 22 phương án của mình là phương án C. Tiếp tục câu số 23. Cho công thức là C8H8O2, X thủy phân trong môi trường kiềm được hai cái muối này và nước. Vậy thì X có bao nhiêu công thức cấu tạo? Đấy. Thì chúng ta thấy ngay đó là anh này nó là HCONa này. Đúng chưa? Đấy, còn cái anh C7H7ONa thì chúng ta biết là nó bảo thu được hai muối thì chứng tỏ đây là este của phenol. Este phenol ta sẽ viết là HCO này, cắm cho thầy vào cái vòng benzen. Đúng chưa? Và thêm một carbon đây nữa. Đấy, thì cái này có đồng phân vị trí ortho, vị trí meta, vị trí para. Khi thủy phân trong môi trường kiềm, cái này là este phenol theo tỷ lệ 1:2 thì nó biến thành HCONa cộng cái sản phẩm của chúng ta ở đây, CH3 đây đúng không? Chỗ này nó sẽ là NaO và cộng với nước. Đúng chưa? Đó. Thế bài này chúng ta chỉ có 3 công thức cấu tạo. Câu 23 chúng ta chọn thầy phương án của mình nó là phương án A nhá. 23A. Ok được chưa? Tiếp tục. Sang câu số 24. Hợp chất hữu cơ X chỉ có công thức là C6H10O4 và nó bảo chỉ có một nhóm chức thôi. Chỉ có một nhóm chức thì hiển nhiên nó là nhóm chức este rồi, bởi vì nó bảo thủy phân tôi thu được muối với ancol. Câu 24 tôi phải chọn cho thầy một cái este nào đó. Nhưng nó bảo lấy muối đốt cháy mà không có nước thì chúng ta sẽ lý luận hoặc là muối đốt cháy nó cộng oxy mà chỉ thu được Na2CO3 với CO2, có nghĩa là không có nước ấy. Suy ra thầy đó là muối không có hiro. Mà muối không có hiro thì bài này thì anh này là estenol rồi. K của nó này, chúng ta nhớ công thức là bấm 2 nhân 6 trừ 10 cộng 2 chia 2. K là cái độ bất bão hòa em. Thì K bằng 2 chứng tỏ thằng này là este 2 chức no. Đúng không? Không có nối đôi ở đâu cả. Vậy thì muối mà không có hiro thì phải là muối no. Mà muối no không có hiro thì buộc nó phải là muối của axit oxalic. Em học thầy chữa những cái bài tập este đặc biệt này rất là nhiều. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà đặc biệt bài này nó bảo thu được có một ancol thôi. Đến lúc này vẽ dễ rồi. Từ đó ta suy thầy công thức cấu tạo là gì. Chúng ta vẽ thầy cái axit oxalic là cái mạch nền tảng nó ra. Lấy C6 tôi trừ đi thì mỗi anh này nó đều là C2H5. Đúng chưa? Vậy thì bài này chúng ta chọn thầy phương án mình là phương án B.
Câu 24 đáp của chúng ta là đáp án B nhé, 24B. Tiếp tục sang câu số 25, phát biểu nào sau đây sai? Câu A, dầu thực vật và mỡ động vật đều là chất béo. Câu này đúng. Câu B, chi-sta-rin, công thức này sai, sai là cái chắc rồi, nó phải là C57 em ạ. Nhớ là chi-sta-rin của mình nó là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Thì ở trong cái đề bài nó cố tình cho C54 bởi vì rất nhiều học sinh quên mất cái carbon đây này. Chúng ta thiếu mất 3 carbon này là chúng ta toi ngay. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn thầy phương án B. Được chưa? Còn đến câu C á thì nó bảo là dầu thực vật là thành phần chính của thành phần gì đây, có nhiều các axit béo không no là thể lỏng, đúng đúng không? Tiếp theo nó bảo em là phản ứng xà phòng hóa, chất béo là phản ứng một chiều xảy ra chậm, thì nhớ là phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng một chiều là đúng, xảy ra chậm cũng đúng rồi, đúng nhỉ? Đấy, bởi vì thủy phân những cái này thì ta phải đun nóng nên nó mới nhanh được. Câu 25 đáp án B. Rồi ok, chào Lê Như Quỳnh. Đấy, 25 đáp án B nhá. Các em chú ý thầy là câu 25 nó hỏi phát biểu nào sau đây sai, chúng ta chọn thầy phương án B. Đấy, giờ này vẫn còn có hơn 100 bạn học cơ, chứng tỏ là chúng ta vẫn chăm chỉ đúng không? Còn đa số các bạn vẫn đang xem bóng đá. Đấy, thầy hôm nay thầy livestream nhầm ngày. Câu 26 phát biểu nào sau đây đúng? Cái thứ nhất nó bảo là trong dung dịch ion CO2 cộng không oxy hóa được Ag. Thì chúng ta chú ý cho thầy là CO2 cộng nó không phản ứng với Ag. Thì câu A đúng luôn, đúng không? Câu 26 đáp án A luôn. Nó hỏi phát biểu nào sau đây đúng à? Đúng không? 26A, chính xác luôn. Câu B, điện phân dung dịch này với điện cực trơ thu được oxy tại ca tốt, câu này sai này. Chúng ta nhớ cái cơ chế của mình là CO2 cộng nhận 2E về Cu ấy, thì cái này ở bên ca tốt. Còn bên anode của chúng ta thì nó là nước điện phân. Anode là cực dương nhé, ca tốt cực âm. Thì nước nó sẽ bị oxy hóa biến thành H cộng cộng oxy cộng 4E. Vậy thì chúng ta nhớ cho thầy là oxy là ở bên anode cơ, chứ phải bên ca tốt. Đấy, ta sẽ sửa cái này thành anode thì mới đúng. Câu C là BaCl2 và cái này là không phản ứng cơ, không phản ứng luôn. Cái này chỉ phản ứng khi nào? Khi cái NaHCO3 nó phân hủy thành Na2CO3 và Na2CO3 mới phản ứng với BaCl2. Còn ở điều kiện bình thường là không bao giờ tác dụng. Được chưa? Câu D là cho là nhôm và HCl thì nhôm bị ăn mòn hóa học. Thì chúng ta nhớ thầy là nhôm nó có tác dụng HCl hay không? Có. Nhưng mà ăn mòn không? Có ăn mòn, nhưng ăn mòn gì? Thì chúng ta nhớ thầy có một kim loại thôi thì nó không thể đóng vai trò hai điện cực được, nó mà ăn mòn điện hóa là sai, chỉ ăn mòn hóa học thôi. Câu 26 chúng ta chú ý thầy là đang mình đoán A, được chưa? Rồi. Bạn Phạm Thiên Di like bên Face em không thấy được các bạn bình luận, chắc là Face em bị khóa cái gì đó đúng không? Các bạn vẫn đang bình luận rất nhiệt tình. Câu 26 đoán A. Tiếp tục câu 27, phát biểu nào sau đây sai? Đây là một câu về hóa vô cơ. Câu A, li-ti là kim loại nhẹ nhất trong các kim loại, đúng. Câu B, NaHC3 là chất lưỡng tính, đúng. Câu C, nhúng đinh sắt và đồng sunfat sẽ hiện tượng ăn mòn điện hóa, thì câu này là câu sai. Câu này nó hỏi câu nào nhỉ? Nó hỏi là câu nào là câu sai kìa. Thì chúng ta thấy ngay câu này là sắt đẩy được đồng ra thì có hai điện cực là sắt với đồng này, đúng không? Sắt là cực âm, còn đồng là cực dương, kim loại mạnh hơn là cực âm nhé, và sắt là sẽ bị oxy hóa nên câu C mình cũng là một câu đúng. Câu D là trong tự nhiên kim loại kiềm tồn tại dạng đơn chất là sai, kim loại kiềm hoạt động rất là mạnh và chỉ tồn tại dạng hợp chất thôi, chỉ tồn tại dạng hợp chất, bởi vì chúng ta thấy ngay trong điều kiện bình thường có không khí, có oxy, hơi nước, carbonic, các tất cả các thứ đấy đều tác dụng với natri, kali. Nên tóm lại là bài số 27 chúng ta chọn thầy phương án D. Rồi ok, xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Quý, Thảo Linh, Trịnh Thùy, Xin Ghê Sơn Trương, Kiên Nguyễn, các bạn comment này cái, Nguyễn Thắng. Nào tất cả những bạn nào xem livestream comment này cái, bạn Nguyễn Nhật Huy. Ok em. Hoàng Trần, rồi. Câu số 28, chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? Chất điện ly mạnh gồm có axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối. Thì bài này chúng ta sẽ chọn NaOH là axit là bazơ mạnh. Còn axit acetic địa ly yếu. Ancol etylic không địa ly nhé, không địa ly. Còn xác dụng thế không địa ly. Nhớ thầy là mấy chất hữu cơ ấy mà địa ly được chủ yếu là những chất có tính axit hoặc là muối hoặc là chất có tính bazơ hoặc là muối của chúng. Đấy, ví dụ amin, amino acid, muối của amin, muối của axit vân vân thì những chất đấy là chất địa ly. Còn chắc các chất hữu cơ còn lại như ancol, aldehyde, ester đúng không? Saccharose, tinh bột, các cái loại polymer vân vân thì đều không địa ly hết nhá. 28 chúng ta chọn A. 29, chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? Bị nhiệt phân thì chúng ta thấy ngay chỉ có NaHCO3 thôi, khi đun nóng nó biến thành Na2CO3 cộng CO2 cộng nước, nói là dễ nhưng mà nhiệt độ nó cũng phải khoảng 200 độ C mới phân hủy được. 29 chúng ta chọn thầy phương án A. Còn tất cả các muối carbonat kim loại kiềm đều không bị phân hủy nhá. Thầy hôm nay thầy chữa bài rất nhanh, mục đích chính của thầy đó là để cho các bạn có thời gian các bạn lát xem phần sau của trận bóng đá Việt Nam Indonesia. Chúng ta cố gắng comment nhiệt tình nhé để thầy chữa với tốc độ cao hơn. Câu 30,
Kim loại nào sao đây tác dụng với sắt hai sunfat? Thì kim loại này phải đứng trước sắt trong giải điện hóa. Mà đứng trước sắt trong giải điện hóa thì phải là nhôm. Được chưa? Câu 30 đáp án D. Tiếp tục câu số 31. Câu 31. Câu 31 thì bài này tương đối hay. Đây là một câu mức độ vận dụng cao. Nếu xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp thì đây nó là những câu để phân loại học sinh. Nó là câu để lấy điểm 9, điểm 10. Vậy thì chúng ta sẽ chữa hơi kỹ một chút. Chúng ta thấy ngay là XY là hai chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức thì chắc chắn là este rồi. Vì nó tác dụng với kiềm tạo thành rất nhiều sản phẩm thì chắc chắn là este. Trong đó chúng ta nhìn cái phản ứng số 3 này rất hay gặp là X2 cộng CO thì cả đời ta đi học ấy. Thì trong phần hóa hữu cơ thì ta học X3, X2 99% nó là C3OH đúng không? Ta nhớ phản ứng này rồi. Và Z nó sẽ là axit acetic em ạ. Đấy chúng ta nhớ phản ứng đấy. Z là axit acetic nha. Vậy thì nếu mà bây giờ tôi có Z là axit acetic ấy thì T của mình nó sẽ là CH3CONH4. Đúng chưa? Đây, T nó sinh ra từ phản ứng tráng gương này, đúng là muối amoni của axit rồi. Vậy thì chứng tỏ Y2 nó là aldehyde là CH3CHO. Đúng chưa? Đấy. Rồi, chúng ta nhìn cái này, nhưng mà cái đặc điểm nó bảo là đốt cháy chỉ có CO2 với nước này, từ đó chúng ta suy được có thể là X1, Y1 là các muối. Nó chỉ có Na2CO3 với CO2 chứng tỏ không có nước đúng không? Không chứa hydro. Mà không chứa hydro thì nó có thể là gì? Nó có thể là oxalic. Có thể là muối của một axit có nối 3 ở đầu mạch. Đấy, hoặc là những muối có thầy xin lỗi có một cái nối 3 ở giữa. Thầy nói nhầm đấy. Muối này. Hoặc là những muối mà có nhiều nối 3 hơn. Nhưng mà do phân tử khối của cái chất này nó chỉ nhỏ 170 nên bài này tối đa chắc chỉ được một nối 3. Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta đã tìm được hai cái chất này rồi. Thế bây giờ nó bảo là X1 nhỏ hơn Y1 thì đây chắc là X1 và đây chính là Y1. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng phân tích với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ suy thể X là gì? X là này. Nó có X1 thì nó là COO, CO này. Nó thủy phân được X2. X2 là rượu metinic. Thì cái này nó chính là CH3. Anh này là CH3. Phân tử khối anh này chúng ta kiểm tra chắc chắn là 170. Đấy. Thế Y là gì? Y là thì nó phải có cái nối 3 ở đây. Đúng không? Đó. Sau đó chúng ta thấy ngay thủy phân tôi thu được Y2. Y2 là anhydride thì chứng tỏ trong đây phải có gốc vinin. Bây giờ chúng ta cùng bấm máy tính với thầy cái phân tử khối của cái thằng Y đang viết được một nửa này nó đang là bao nhiêu. Được chưa? Chúng ta cùng bấm nhé. Cái nối 3 này nó là 24 này. Cộng với CO nó là 44 nhân 2. Đúng không? Cộng với cái gốc vinin kia nó là 27. Thì đến đây nó đã 139. Tôi thử lấy 170 mà tôi trừ đi 139 thì cái gốc còn lại nó nhỏ hơn 31. Mà nhỏ hơn 31 thì chỉ có thể là gốc C2H5 thôi. Đúng chưa? Bởi vì nó không thể là cái gốc C3 được. Nếu là gốc C3 thì nó lại là X2 à? Vậy thì chúng ta sẽ suy cho thầy là Y3 của mình ấy. Lúc này ta suy được ngay. Nó là C2H5OH. Đúng chưa? Đấy là toàn bộ các chất ta đã tìm được rồi. Nhá. Y3 là C2H5OH. Thế câu đầu tiên nó bảo là dùng Y3 để làm nước rửa tay phòng chống dịch COVID-19. Đúng. Đúng nha. Chúng ta biết nước rửa tay phải có cồn ethylic rồi. Tiếp theo XY là những hợp chất hữu cơ không no. À. X đây là hợp chất no. Còn Y nó mới không no. Câu B của mình là câu sai. Câu C, Y3 với Z có cùng số carbon. Y3 là rượu ethylic có 2 carbon. Z của chúng ta là axit acetic cũng có 2 carbon. Thì câu C mình là câu đúng. Tiếp theo là câu D, nung X1 với vô tơ sút được hydron đơn giản nhất. X1 là anh này vô tơ sút ý. Thì chúng ta chú ý thầy phản ứng vô tơ sút. Em là không biết thầy ghi nó hơi xa đây một chút nhé. Chúng ta có thể tự nhìn được đúng không? Vô tơ sút là tôi lấy cái muối này này. RCONAN lần. Tôi đun với NaOH. CaO. Đấy, thì tôi sẽ thay cái CONA thành nguyên tử hydro thì nó thành RHN lần cộng Na2CO3 cân bằng N vào đây và N vào đây. Được chưa? Vậy thì chúng ta thấy ngay nếu mà vôi tôi sút X1 ấy, thầy viết tắt là vôi tôi sút nhá, thì nó sẽ thay nhóm CONA thành nguyên tử hydro thì cái này thành H2 ngay, không phải là hydrobon. Nên tóm lại thì câu D cũng sai. Câu E, X2Y2 cùng dãy đồng đẳng, sai rồi. X2 của chúng ta nó là CH3OH, đúng chưa? X2 là rượu metilic. Nhưng mà Y2 nó lại là anhydride à. Không phải đồng đẳng được. Tóm lại bài này chúng ta chỉ có hai câu đúng. Đấy. Trong đề thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục Đào tạo thì thường xuyên có cái kiểu bài này. Và mức độ như thế này là mức độ đi thi thoải mái rồi. Và thực tế đề thi tốt nghiệp của Bộ những cái câu tìm chất phức tạp này nó thường dễ hơn những câu mà thầy đang chữa. Chúng ta luyện những cái đề lý thuyết này chúng ta sẽ tăng trình độ rất là cao. Từ giờ đến lúc ta thi ta có thể luyện được khoảng 50 đề lý thuyết trở lên. Đấy là ít nhất là 50 đề lý thuyết. Khóa trước anh chị luyện khoảng 100 đề. Được chưa? Nên là bạn nào mà chưa biết chọn khóa học ở đâu thì hiện nay là đây bên Mastery với sự góp mặt của thầy Trọng chúng ta có thể đăng ký khóa luyện đề tổng ôn. Được chưa nhỉ? Đấy, các em có thể inbox vào page anh chị sẽ tư vấn cho chúng ta nhé. Ok, yên tâm học lý thuyết thầy Trọng chỉ có đỉnh cao thôi. Đấy, sẽ có rất nhiều chuyên đề lý thuyết, ví dụ lý thuyết đếm vô cơ, lý thuyết đếm hữu cơ, đúng không? Các cái đề cơ bản, các cái đề siêu cơ bản
Đấy, các đề cấp độ 1, cấp độ 2, vân vân. Chúng ta có thể học rất nhiều những chủ đề như thế. Chủ đề thí nghiệm này, chủ đề tìm chất phức tạp này, đúng không? Những chủ đề đếm số phát biểu đúng, số phát biểu sai, vân vân. Rất nhiều chủ đề chúng ta sẽ ôn tập trong cái khóa luyện đề tập ôn này. Sang câu số 32, số phát biểu đúng. Đấy. Câu thứ nhất là nhiệt độ sôi của metin acetat cao hơn so với axit. Câu này sai. Chúng ta nhớ thầy là metin acetat nó là este, nó thấp hơn axit, thầy vừa viết ở bài bên trên rồi. Được chưa? Câu 1 sai. Câu 2, trong phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là thuận nghịch là sai. Là trong môi trường axit mới thuận nghịch. Cái này là phản ứng một chiều thôi. Nó là phản ứng một chiều nhé. Câu này ta có thể sửa lại là số nhiệt độ sôi của axit cao hơn nhiệt độ sôi của este. Vì este nó không tạo được liên kết hydrolin phân tử, còn axit thì có. Đấy, câu 2 cũng là câu sai. Câu 3, đốt cháy hoàn toàn một este no đơn chức mạch hở, thu được CO2 bằng nước. Quá chính xác. Được chưa? Công thức phân tử của nó là CnH2NO2 mà, nên đốt cháy sẽ có CO2 bằng nước. Câu 4, thủy phân este trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol. Câu này sai. Có thể nó sẽ có aldehyde thì sao? Đúng không? Có thể nó sẽ có ceton thì sao? Đúng nhỉ? Ví dụ este có ancol kiểu gốc vinin ấy. Vinin acetat chẳng hạn là chúng ta sẽ không thu được ancol ngay. Câu 4 sai. Câu 5, đun nóng hỗn hợp axit ancol sau một thời gian để nguội thêm được ACL bão hòa vào, thấy hỗn hợp phân thành hai lớp. Đây là một cái câu thí nghiệm rất quan trọng mà tất cả chúng ta đều biết là sau khi đun xong ấy, thì sản phẩm của mình nó có este. Đúng chưa? Nó có axit dư, ancol dư. Đúng nhỉ? Và nước. Vậy thì lúc này trong bình thí nghiệm nó sẽ phân thành hai lớp, lớp bên trên là lớp este, lớp bên dưới là axit dư, ancol dư với nước, và có thể có cả axit sulfuric còn là chất xúc tác. Vậy thì hiển nhiên đúng nhá, NaCl nó có khối lượng riêng lớn, nó sẽ đẩy este nổi lên bên trên. Nên câu 5 của mình là câu đúng, cái này thầy dạy các bạn rồi. Câu 6, isoamin acetat mùi chuối chín, quá ok. Bài này chúng ta chọn phương án B, 3 câu đúng. Tuyệt vời không các bạn ơi, chia sẻ livestream nhá. Những cái bài này thầy đã chữa các bạn rất kỹ rồi và hôm nay thầy chữa với tốc độ rất cao. Được chưa? Câu 33, tiến hành các thí nghiệm sau. Ô, các bạn tụt nhanh thế, hay là mạng các bạn kiểu gì nhá. Câu 33, tiến hành các thí nghiệm sau. Bước 1, cho bình cầu, mỗi bình cầu 10ml ancol etin format. Cái này thì thầy đã cho chúng ta một cái chuyên đề về thí nghiệm rồi, chúng ta có thể loát lại page. Ở đây thầy nhắc các em đó là nếu mà chúng ta thủy phân este trong môi trường axit hay là este trong môi trường kiềm ấy. Được chưa? Môi trường axit của chúng ta đây. Nhé, thì nó biến thành axit với ancol và este dư. Chính vì thế là chúng ta sẽ có hỗn hợp này sẽ có hiện tượng phân lớp. Đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi thủy phân este trong môi trường kiềm, đấy, phản ứng một chiều nhé, thì nó biến thành muối với ancol, vân vân, đúng không? Sau này có thể nó là aldehyde tùy, nhưng mà nó sẽ tạo thành dung dịch đồng nhất, đồng nhất. Được chưa? Nhưng thầy cảnh báo các bạn này, nếu mà ta chưa đun nóng thì phản ứng chưa xảy ra đâu nhé, ta phải đun nóng phản ứng mới xảy ra được. Được chưa? Thế bây giờ thầy nhắc các bạn này, nếu mà chúng ta ở bước 1 ý, cho vào bình cầu, mỗi bình cầu 10ml chất này. Bước 2 thêm axit sulfuric vào bình thứ nhất, thêm NaOH vào bình thứ hai. Thì chúng ta chưa đun nóng nhé, ở bước 2 chưa hiện tượng gì đâu. Ở bước 2 chưa hiện tượng gì, có nghĩa ở bước 2 nó sẽ có hiện tượng phân lớp. Được chưa? Ở bước 2 chúng ta nhớ thầy là vẫn phân lớp. Phân lớp cả hai bình. Được chưa? Còn ở bước 3 thì lắp ống sinh hàn vào đun sôi rồi để nguội. Thì chúng ta nhớ là bình chứa axit thì nó sẽ phân lớp. Trong môi trường axit đấy, bình thứ hai thì nó sẽ có hiện tượng đồng nhất là bình nào mà đun với kiềm ấy, là đun với kiềm đấy, thầy ghi vắn tắt lên chúng ta tự hiểu được chưa. Thế bây giờ chúng ta nhìn nhìn thầy này, câu A, kết thúc bước hai chất lỏng trong cả hai bình cầu đều phân lớp. Câu này đúng, được chưa nhỉ? Bởi vì mình chưa đun nóng thì nó sẽ có hiện tượng phân lớp. Nhắc các bạn như vậy nhé, ai không rõ này xem lại video chuyên đề thí nghiệm của thầy. Câu B, ở bước ba có thể thay việc đun sôi bằng việc đun cách thủy. Đúng, đun sôi thì nó có thể làm cho hóa chất bay hơi nhanh, thì chúng ta sẽ khó quan sát hiện tượng và khó thực hiện được cái phản ứng này. Còn chúng ta đun cách thủy thì nó diễn ra một cách chậm chạp, nhưng mà nó lại không làm cho hóa chất bay hơi. Được chưa? Câu B đúng. Câu C, nó bảo ở bước 3 trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa. Thì chúng ta thấy ngay ở bình thứ hai thì đun trong môi trường kiềm thì chắc chắn phản ứng xà phòng hóa rồi. Câu C đúng. Câu D, sau bước 3 trong hai bình đều chưa chắc có khả năng trắng bạc. Em phải nhớ đây là format, thì thủy phân thành acid formic hay là natri format đều trắng bạc. Câu D đúng. Câu E, sau bước 3 có lớp chất rắn màu trắng nổi bên trên là sai rồi. Cái lớp nổi bên trên ấy nó là este, nó không phải là chất rắn mà nó là chất lỏng, đúng nhỉ? Đấy, không phải chất rắn màu trắng nhá, những cái từ này là sai này. Vậy thì câu này chúng ta chọn thầy phương án D. Những ai chọn D nào? Gồm các bạn Sơn Trương, Thảo Linh, Singeum, Singeum tên là gì em nhỉ? Nguyễn Thắng. Đấy, Kiên Nguyễn, Lê Thắng, rất nhiều bạn, rất tốt. Nguyễn Huy, ok các em. Tiếp tục,
Các bạn sang thầy câu số 34, số thí nghiệm thu được kết quả. Đấy thì trong cái phần lý thuyết chuyên đề lý thuyết thầy dạy các bạn thì cũng sẽ có lý thuyết đếm số kết quả, đếm số thí nghiệm tạo một muối, số thí nghiệm tạo hai muối, đếm số phát biểu đúng sai vân vân. Đúng không? Để có rất nhiều chủ đề đếm như vậy. Và cái câu lý thuyết đếm mới chính là cái câu để giúp chúng ta chinh phục điểm 9. Nếu mà chúng ta luyện lý thuyết kỹ thì chúng ta có thể hoàn toàn chinh được điểm 9 hoặc 9 rưỡi nhé. Các em nhớ thầy là nếu bạn nào yếu ấy, chúng ta không cần học bài khó đâu, ta cứ tập trung học lý thuyết và một số chủ đề bài tập dễ thôi. Đấy là cái kinh nghiệm thầy luyện thi mười mấy năm nay rồi và rất hiệu quả. Chúng ta có thể không đạt điểm 10 nhưng điểm 9 là chúng ta vẫn có thể chinh phục trong tầm tay. Nào, câu 34, có bao nhiêu thí nghiệm tạo kết tủa? Câu 1, cho NaOH vào BaHCO3 2 lần chắc chắn biến thành kết tủa là BaCO3 cộng với gì? Thì tùy từng điều kiện có thể biến thành NaHCO3, có thể biến thành Na2CO3. Biến thành Na2CO3 khi kiềm dư. Và chúng ta nhớ một cái phương trình rất quan trọng trong hóa lớp 12 và cả hóa lớp 11, đó là OH trừ cộng HCO3 trừ. Đây là một phản ứng rất quan trọng, có thể coi là một phản ứng kinh điển. Gần như đề nào nó cũng đề cập biến thành CO3 2 trừ và nước. Em nào không biết thì nên đóng khung cái phản ứng này lại cho thầy nhé. Được chưa? Câu 1 của mình là có kết tủa và kết tủa BaCO3 màu trắng. Câu số 2, NH3 đến dư vào đây thì ta mới học nhôm rồi, biến thành kết tủa AlOH3 lần, đúng nha. Và nhớ là NH3 nó không hòa tan kết tủa nhôm, đúng không? Nó không tạo phức được mà phải dùng NaOH dư chẳng hạn thì mới hòa tan được. Câu 3, sục CO2 vào đây hiển nhiên biến thành AlOH3 lần kết tủa, đúng không? Cộng với gì? Cộng NaHCO3. À và bên trên em muốn viết nốt thì biến thành NH4Cl nhé. Em nào chưa quen có thể viết tất cả vào cho thầy. Câu số 4 thì ại miệng biến thành AgCl kết tủa cộng MgNO3 2 lần. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Còn cái câu số 5 thì câu này là không phản ứng em nhé. Câu này lừa này. Câu 5 không phản ứng. Câu 6 thì cho vào FeCl3 dư nó chỉ biến thành MgCl2 cộng FeCl2 thôi. Không có kết tủa. Tóm lại là trừ câu 5, câu 6. Chúng ta có 4 thí nghiệm đầu tiên. Đáp án của mình là đáp án C. Đáp án C. Được chưa? Đây là đáp án của chúng ta. SOS hóa vô cơ à? Ui dồi ôi, dễ lắm, yên tâm. Chúng ta sẽ học dần dần là chúng ta sẽ thuộc được hết những cái thí nghiệm này. Ở đây thầy nhắc các bạn chú ý. Em nào không biết thì ghi thầy chú ý. Đó là gì? Đó là H2S chỉ phản ứng với muối của một số kim loại là của CO2 cộng, chì 2 cộng, Ag cộng, sắt 3 cộng, vân vân. Một vài cái muối điển hình nhé. Vì nó tạo kết tủa không tan trong axit. Được chưa? Chú ý những cái anh như kiểu là FeS, ZnS, MgS thì lại tan trong axit. Đấy, hoặc là những anh là CuS, PbS, Ag2S vân vân là không tan trong axit. Em nào không biết có thể ghi cái này vào. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy ngay đó là H2S mà cộng với CuCl2 thì phản ứng này biến thành CuS kết tủa cộng HCl thì phản ứng xảy ra được. Nhưng nếu mà H2S mà cộng với FeCl2 ấy, có sẽ có bạn viết thành FeS kết tủa cộng HCl. Nhưng rất tiếc là phản ứng này không xảy ra được. Vì sao? Vì FeS tan trong axit. Đấy, nên là chúng ta phân biệt hai cái phản ứng này nhé. Nên là câu số 5 là không có phản ứng đâu. Được chưa? FeS tan trong HCl đúng rồi. Câu 34 rất hay. Đấy, câu 34 chỉ có một số bạn đúng như bạn Kiên Nguyễn này, bạn Nguyễn Văn Quý, bạn gì nhỉ? Ồ, 34 rất ít bạn comment luôn. Rồi, bạn Nguyễn Thắng nữa. Rất tốt. Tiếp tục câu số 35. Nào, câu 35. Câu 35 cũng là một câu vận dụng cao. Tờ này lý thuyết rất khó đấy nhé. Thầy nói các em là tờ này là các bạn mà đi thi, bạn nào đúng hết tất cả các câu lý thuyết này thì khẳng định các bạn là trình độ các bạn chẳng khác gì các thầy cô giáo cả. Thậm chí còn giỏi đầy thầy cô, đúng không? Câu 35 là cho sắt dư vào dung dịch này. Chúng ta đã học ở phần hóa vô cơ liên quan đến HNO3 là khi có hiro ấy, thì NO3 trừ phải hết. Em ghi thầy là có hiro thì từ đó ta suy thầy là NO3 trừ hết. Đó, cái này chúng ta rất quan trọng nhé. Vậy thì sắt dư vào đây thì cuối cùng của mình sản phẩm của bài này suy đây sản phẩm mình nó chỉ là có FeSO4 thôi. Sắt dư nó sắt chỉ lên sắt mấy? Sắt 2. Nên câu A của chúng ta là có một muối. Câu A có đúng một muối duy nhất. Em ghi là muối duy nhất tạo thành. Vì sao không có muối sắt 3? Bởi vì sắt dư thì không thể có sắt 3. Nhưng mà có muối sắt 2 nitrat không? Không, bởi vì nó có hiro rồi. Nên là không bao giờ có NO3 trừ. Cái này chúng ta biết rồi đúng không? Đấy. Bạn Nguyễn Văn Huy, FeCl3 có phản ứng. À đây, FeCl3 thì nó không phải là phản ứng trao đổi mà nó là phản ứng oxy hóa khử nhé. Phản ứng em học từ lớp 10 thì cái này nó sẽ khử sắt 3 về sắt 2 này, biến thành FeCl2 cộng lưu huỳnh kết tủa mà. Vì nó sinh ra lưu huỳnh kết tủa không tan trong axit. Phản ứng xảy ra được. Đây là phản ứng oxy hóa khử nhé. Đấy, cái sắt 3 thì hơi đặc biệt một chút. Nhớ chưa? Chúng ta nhớ bạc đồng chì
Thực ra có thể có cả thủy ngân, cadmi, mangan, nhưng mà những cái kim loại đấy trong chương trình phổ thông ta không đề cập, nên là ta chẳng phải nhớ nhiều, ta chỉ nhớ mỗi đọc bạc đồng chì thôi. Chủ yếu nó thi mỗi đồng mà. Thường là nó phản ứng ở đây là nó sẽ đề cập đến đồng em nhé. Câu số 35 ý A của mình là sai, là có một muối thì đúng, đúng không? Ý B, cho P2O5 vào dung dịch này thì chúng ta nhìn thấy là OH trừ của mình nó đang là chúng ta thầy sẽ viết cái phản ứng của câu B ở bên dưới này nhé. Câu B thì em hình dung này, P2O5 nếu mà vào dung dịch nó có nước ấy thì nó biến thành H3PO4, thì cái này là A, thì cái này nó là 2A. BaOH hai lần của chúng ta nó là 2,5A. Đúng không? Vậy thì có nghĩa là OH trừ trên H3PO4 bây giờ ấy thì OH trừ của mình ở đây nó sẽ là 5A mà. Đúng không? 5A. 5A chia A thì cái này bằng 2,5, nó nằm trong khoảng từ 2 đến 3, tạo ra hai muối là muối HPO4 2 trừ và PO4 3 trừ. Nhưng mà chúng ta nhớ thấy hai muối này đều là muối ít tan, là các muối ít tan. Muối HPO4 2 trừ và muối PO4 3 trừ của các kim loại kiềm thổ như canxi, bari hoặc các kim loại khác ấy, trừ kim loại kiềm ấy thì nó là muối ít tan nhé. Mở ngoặc trừ muối của kim loại kiềm. Trừ muối của kim loại kiềm. Nên câu B không được chọn, câu B sai vì câu B nó không câu B nó tạo ra hai muối và hai muối này đều là muối kết tủa nên là không được chọn. Bài này nó dùng chữ là dung dịch, ta chỉ tính muối tan thôi, được chưa? Câu B sai. Câu C là cho NaHSO4 và NaHCO3. Câu này thì cũng hay đấy, biến thành Na2SO4 cộng CO2 cộng nước, đúng chưa? Câu D của mình là có hai muối. Đó, câu D có một muối, sorry. Câu E của chúng ta nếu mà tỷ lệ 1:1 ấy thì nó dựa vào cái bán phản ứng, cái phản ứng OH trừ cộng HCO3 trừ vừa rồi. Đúng không? Thì nó biến thành gì? Nó biến thành CO3 2 trừ, nhưng CO3 2 trừ nó sẽ kết tủa với canxi biến thành CaCO3. Nhưng vì OH trừ của mình chỉ có một mol này, nhưng mà anh này lại có hai mol này, chứng tỏ HCO3 trừ phải còn dư đúng không? HCO3 trừ còn dư thì nó là NaHCO3 và cái muối của chúng ta nó là NaHCO3 mà. Cái này được, bởi vì NaHCO3 nó là muối tan trong dịch, đúng không? Còn CaCO3 là kết tủa thì chúng ta thấy ngay câu E được. Câu F thì chúng ta dựa vào phản ứng của H cộng với HCO3 trừ này, nó biến thành CO3 2 trừ, nó biến thành CO2 với nước. Còn bari với SO4 thì biến thành bari sunfat kết tủa này. H cộng cộng HCO3 trừ biến thành CO2 với nước. Nhưng chúng ta để ý thầy là anh này có 2 HCO3 trừ mà tôi chỉ có 1 H cộng thì HCO3 trừ tôi phải còn dư. Mà HCO3 trừ dư thì nó là NaHCO3. Câu này vẫn được vì NaHCO3 là muối tan được, đúng không? Thì câu F vẫn ok. Bài này quá hay, quá khó. Đáp mình đáp án B. Muốn làm được bài này thì em phải thành thạo những phản ứng ion rút gọn rất quan trọng. Đó là phản ứng gì? Thầy có thể viết cho bạn đây. Đó là em ghi tiếp và chú ý. HSO4 trừ thì ta hiểu cho thầy tương đương như H cộng. Được chưa? Tương đương như H cộng và SO4 2 trừ. Chúng ta hiểu tương đương nhé. Nên là khi tôi cho phản ứng với HCO3 trừ ấy. Đó. Mà cộng với HCO3 trừ thì nó biến thành gì? Thì nó biến thành SO4 2 trừ này cộng với CO2 và nước. Nhớ chưa? Nhớ phản ứng này rất quan trọng. Đấy, cái này chúng ta hiểu tương đương nhé. Chứ đừng có ghi là về mặt toán học là tương đương là hai này như nhau, không phải đâu. Chúng ta hiểu tương đương thôi. Đấy, và một phản ứng nữa đó là OH trừ cộng HCO3 trừ. Em nào mà không biết thì nên nhớ những phản ứng này vào. Được chưa? Và thầy sẽ luyện tập rất kỹ trong những tờ bài tập lý thuyết đếm. Chúng ta sẽ gặp cái này rất nhiều. Được chưa? Sang câu số 36. Đề này bạn nào mà nào được 10 thì thầy khẳng định bạn là siêu nhân luôn. Được chưa? Siêu giỏi rồi. Đấy, 36. 36 thì m lớn nhỏ hơn 170. À, chúng ta chỉ cần để ý thầy là x của mình ấy nó cộng được với NaOH nhưng mà tạo thành tới tận 3 sản phẩm, thì từ phản ứng này chúng ta có thể suy luôn thầy là x là ST2 chức. Đúng không? Không thể 3 chức được, vì 3 chức chắc chắn phân tử lớn hơn 170 rồi. Đúng không? Thì có nghĩa là x phải có O4. Vậy thì x có O4. Chắc là số oxy nó bằng 4. Từ đó chúng ta sẽ có công thức là C4H6O4. Thay đây này. C4H6O4 đúng không? Đó. Thế là xong. Đúng không? C4H6O4. Thế giờ công thức cấu tạo là gì? Vậy thì chúng ta thấy ngay là cái dạng này thầy đã nói các bạn rất nhiều lần, nó chính là este nối. Tại sao vậy? Vì cái este nối sau khi thủy phân nó biến thành những cái muối này. Những cái muối này đều tác dụng với một HCl, đúng không? Thì cái này nó chính là este nối. Chúng ta có thể ghi lại thầy este nối. Đó là RCOOR, COR2, hoặc là hợp chất tương đương. Đấy, hoặc là hợp chất tạp chức, cái kiểu này như thế. Từ từ cái này thì có thể là không phải este nối, thì có thể cái chỗ này là cái dạng hoặc là dạng tương đương, hoặc là tương tự, hoặc cái dạng tương tự là RCOO này, R'COO, COH, thì có thể cái chất T này nó sẽ là nước, tùy các bạn. Nhưng mà bài này á thì chúng ta sẽ thấy ngay
là nó bảo em đó là E với F mà cùng số carbon thì chứng tỏ là Y với Z là cùng carbon. Mà anh này là C4 thì chứng tỏ như anh đấy cùng phải có hai carbon. Nên cái xác suất ra cái dạng đằng sau là cái hợp chất tạp chất ấy, cả axit cả este này là rất cao. Đúng không? Bởi vì nếu mà cái dạng đầu tiên thì R phẩy nó là ancol thì ít nhất có một carbon. Thì không thể chia số carbon R phẩy với R này như nhau được. Nên là do nó bảo E với F cùng carbon nên là chúng ta sẽ suy được nó định hướng ở dạng thứ hai. Thì chưa, em vẽ nhiều nó ra mà. Vậy thì công thức cấu tạo của X là nó sẽ là CH3CO có hai carbon này, thằng đằng sau có hai carbon là CH2CO này và COH. Khi thủy phân thì Y của chúng ta nó sẽ là CH3CONa. Đúng không? Z của chúng ta nó sẽ là HOCH2CONa. Và T khả năng rất cao nó là nước. Đây thầy đang đoán thế thôi. Nhưng mà nó hợp lý rồi đấy. Đúng không? Anh này mà cho vào HCl thì cái chất E của chúng ta nó là axit acetic. Bạn nào chưa biết este nối thì trong khóa luyện đề tổng ôn thầy đã dạy rồi. À trong khóa IMO thầy dạy rồi. Đúng không? Dạy rất kỹ rồi. Và làm rất nhiều lần, thi thử rất nhiều lần rồi. Ông nào chưa biết thì chúng ta có thể vào nhóm để chúng ta xem lại. Nhé, đây là chất F. Ok. E nhỏ F quá phù hợp. Thế bây giờ chúng ta cho thầy biết phát biểu nào sau đây đúng. Thứ nhất là E và F mà đồng đẳng của nhau. Sai, E là axit đơn chức no. Còn F của mình nó là hợp chất tạp chất à? Có phải axit đơn chức no đâu. Câu A sai. Câu B, T có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của ancol. T là nước, thì nhiên cao hơn ancol. Câu B đúng. Em nhớ là nước cái này sôi ở 100 độ C. 100 độ C. À, được chưa? 100 độ nhé. Còn cái anh ethylic thì nhiệt độ sôi của nó có xấp xỉ 78 độ thôi. Khoảng 78,3 độ là chính xác. Câu B là câu đúng. Câu C, F tác dụng với natri thu được số mol hydro bằng F. Đúng. Chúng ta chú ý với thầy là một cái hợp chất mà có cả nhóm axit đây này, chúng ta có thể ghi tổng quát luôn. Được chưa? Tôi gọi này cái này là A lần, cái này B lần này. Mở rộng nhé. Có quý thầy chú ý. Anh này mà cho natri á thì nó sẽ thành A cộng B phần 2 hydro. Cân bằng như vậy. Có nghĩa là số hydro ta sẽ cân bằng bằng tổng số nhóm chứa hydro linh động chia đôi. Vậy thì chúng ta sẽ lấy A cộng B chia 2. Được chưa? Nên bài này là có một nhóm axit, một nhóm ancol thì số hydro sinh ra sẽ là 1 cộng 1 chia 2 thì nó là một hydro. Nên câu C đúng. Câu D, X có phản ứng trắng bạc. Sai, X của chúng ta nó không có formic thì nó không bao giờ trắng bạc. Tóm lại bài này chúng ta chọn thầy phương án A. Hai câu đúng, câu 36 rất hay đúng không? Đấy, chào Trung Đức. Rồi, Hoàng Nguyễn mấy câu cuối khoai quá thầy. Khoai thì mới là đề chứ, chúng ta đang luyện mà em. Nếu mà em đi thi thì chắc chắn là những câu lý thuyết trong đề của bộ nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà chúng ta luyện mà luyện dễ thì đến lúc mà đi thi nó thi khó ta không làm được. Nên chúng ta phải luyện khó và luyện như thế này thì dần dần kỹ năng nó mới tăng. Bạn nào mà chưa giỏi cơ 36 thì trong khóa thầy đang dạy ạ, có một cái chủ đề mấy hàng trăm bài tập về cái chủ đề này rồi. Và sắp tới thầy gửi thêm bạn 6 video về chủ đề này nữa luôn. Nhé, 36 phương án A. Tiếp tục 37, số phát biểu đúng. Các bạn cho bari dư thứ tu được kết tủa hai chất à? Không được, kết tủa có đúng một chất thôi. Một chất kết tủa nó là bari sunfat. Còn kết tủa của nhôm nó tan mất rồi. Một kết tủa, nhé. Đấy, câu A mình sai luôn. À, câu B nó bảo em là cho natri vào sắt ba sunfat thu được kết tủa màu nâu đỏ. Đúng, vì chúng ta nhớ là natri gặp nước ấy thì nó biến thành NaOH. NaOH mà gặp sắt 3 cộng, đúng không? Đấy, mà cái này gặp sắt 3 cộng thì nó biến thành FeOH 3 lần là kết tủa màu nâu đỏ. Nhá, câu B đúng. Câu C cho natri và đồng sunfat kết tủa màu trắng là sai, kết tủa màu xanh lam. Giống bài trên mà, kết tủa xanh lam là CuOH 2 lần. Được chưa? Đấy. À, câu C là câu sai. Câu D thì nó bảo em là cho natri và Al243 thu được kết tủa với khí là sai. Natri dư ấy. Natri dư thì nó hòa tan kết tủa. Em ghi là không thu được kết tủa. Do kiềm dư. Kiềm dư thì nó hòa tan hết kết tủa nhôm. Câu E của chúng ta là cho natri và HCl thu được dung dịch có môi trường trung tính là sai. Natri dư này. Natri dư thì có nghĩa là NaOH dư. Đúng không? Môi trường bazơ. Mở ngoặc do NaOH nó còn dư. Và câu F là cho kẽm và FeCl3 dư. FeCl3 dư thì không thuộc kim loại là đúng. Bởi vì chúng ta nhớ là Zn mà gặp FeCl3 còn dư ấy, thì nó sẽ biến thành ZnCl2 cộng FeCl2. Đúng không? Đấy. Nó không có phản ứng tiếp theo. Chỉ trừ khi kẽm dư thì nó mới khử tiếp sắt 2 về sắt. Thế tóm lại câu 37 chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình là hai thí nghiệm. Hai phát biểu đúng. Được chưa? Để châu bò không? Đấy. Thầy chữa rất nhanh đúng không? Tiếp tục câu số 38. Số nhận xét đúng. Đấy, hôm nay bóng đá làm cho các bạn lười học quá. Được có hơn trăm bạn vào học. Thầy quên mất đấy. Thầy chúng ta chia sẻ ủng hộ thầy nhé. Câu 1,
Hỗn hợp này tan hết trong nước dư thì thực ra chúng ta thấy ngay sản phẩm của mình nó là NaLO2 á. Thì để hòa tan một nhôm thì cần một natri. Đây tôi có hai nhôm mà tới tận 3 natri cơ. Thì câu này chắc chắn đúng, được chưa? Thì nó không chỉ có cái này mà còn có cả Na còn dư nữa cơ. Câu này quá ok. Câu 1 đúng. Câu 2, điện phân dịch NaCl được natri tại cathode là sai, thu được NaOH thôi. Vì natri không điện phân. Để chơi câu 2 sai. Câu 3, vật dụng bằng nhôm bền trong không khí và nước, đúng bởi vì nó có lớp màng oxit bền vững bảo vệ. Câu 4 thì giống bài trên, Mg cho FeCl3 dư thì không bao giờ thu được sắt. Được chưa? Vì chất này dư nên không thu được sắt nhé. Trừ khi magie dư mới có sắt. Hỗn hợp cuối cùng này nó là ăn mòn điện hóa, quá ok. Rồi, hai kim loại mà, kẽm là cực âm, đồng là cực dương. Tóm lại bài này chúng ta có 3 nhận định đúng. Được chưa? 38A. Rồi, Sơn Trương thầy dạy hay thật sự, vỡ ra bao nhiêu điều. Ok, cảm ơn em. Đấy. Nguyễn Trung Đức học sinh cũ 2K3 nhớ thầy quá. Nhưng Trung Đức đang học trường gì em? Ok. Trung Đức còn xem livestream không? Học trường gì? Chà, những câu đúng gồm có câu 1, câu 3, câu 5 nhá. Xin cảm ơn Kiên Nguyễn, Thắng Nguyễn, Sine Geum. Ờ, chả biết Sine Geum là gì, Sơn Trương nữa. Lý thuyết này trọng chỉ có đỉnh cao em ơi. Luyện lý thuyết đi. Muốn làm được điểm 9 đúng không? Không cần làm 1 2 câu điểm 10 đâu. Hai câu điểm 10 hai câu tính toán đấy gần như không ai làm được đâu. Không kịp làm luôn á. Thì hãy tập trung học lý thuyết, học thật chắc lý thuyết để chinh phục được tầm 9 điểm 9,25 đến 9 điểm rưỡi chắc ăn. Còn hai câu khó nhất đề hoàn toàn phang bừa vẫn có thể thiêu được điểm 10 nếu mà may mắn. Năm ngoái thì khẳng định các bạn, ví dụ năm ngoái nhé, thầy có 7 học sinh được 10 đúng không? Năm ngoái khóa đầu tiên thầy dạy dạy thôi. Thì được 7 điểm 10 là cũng rất là thành công vượt trội rồi. Và kinh nghiệm những người được 10 là làm chắc được 9 rưỡi, còn phang bừa hai câu dài nhất đề. Đấy, đứa nào may thì ăn, đứa nào không may thì thôi. Đấy, năm ngoái thầy có hơn 50 người được 9,75. Là 50 người đấy là bị đen đấy, là phang bừa không đúng, thấy chưa? Năm ngoái đề rất là hay và dài. Đấy, có mấy câu khó đúng không? Có mấy câu khó trâu bò, không làm kịp. 39. À, học khoa học tự nhiên là khoa hóa cùng thầy luôn. Ok, rồi đấy, đồng môn. Thầy ngày trước thầy học cử nhân khoa học tài năng hóa học luôn. Thấy chưa? Thầy K10 cử nhân khoa học tài năng nhé, Trung Đức nha. À, Minh Đạt thầy đang chữa anh chị lớp 12, đúng rồi, lớp 12. Đầu câu 39, câu A, polyvinyl clorua được điều chế từ phản ứng trùng hợp và dùng làm vật liệu cách điện, đúng không ạ? Cái PVC được dùng để làm vỏ bọc của dây dẫn điện, có thể được dùng làm ống nhựa cũng được, đúng không? Câu B, fructose phản ứng tráng bạc, đúng. Tiếp theo là thành phần của protein luôn có nitơ, quá chính xác. Câu D, benzin acetate có mùi thơm của hoa nhài, quá đúng luôn. Chúng ta khi học ST ta nhớ thầy hai mùi, isoamin acetate là mùi chuối chín, benzin acetate mùi hoa nhài, các cái mùi khác không cần phải nhớ. Câu E, xem ra có nhiều trong gỗ bông nón, hiển nhiên trong bông nón sẽ nó chiếm tận 98%, trong gỗ thì nó khoảng 50%, để chưa, tùy từng loại gỗ. Câu 39, câu này thấy tất cả à? Ô, câu này đàn D, để chưa. Đấy. Rồi lớp 9 cũng thấy hiểu cả, kinh nha. Những cái này lớp 9 chưa học không nha. Câu 39 đàn D. Rồi ok, Đỗ Duy Nam quá xuất sắc, Lê Thắng, Sơn Trương, Sinegeum, quá tuyệt vời. Tiếp tục câu 40, câu kết thúc đề, kịp xem hiệp 2 không các em? Thấy chưa? Thầy trọng đẳng cao không? Chữa cái đề này mà chúng ta vẫn kịp xem hiệp 2 nha. Một cái đề này thầy chữa trong vòng có 45 phút đã xong rồi. Thả tim các em ơi, chia sẻ đi, câu 40. Câu 40 thì chúng ta có là cái chất CnH10ON và ethanol đa chức mạch hở. Hôm trước trong cái nhóm IMO có mấy bạn thắc mắc không hiểu tại sao lại K của nó lại bằng N phần 2. Thì em nhớ thầy một nhóm este thì có hai nguyên tử oxy. Thế N nhóm este thì số nguyên tử oxy thì N oxy thì số este này bằng là N phần 2 đúng không? Em ghi thầy là số nhóm este. Đây này, số nhóm este bằng N phần 2 bởi vì một nhóm este có hai oxy. Thế N oxy thì là N phần 2. Từ đó mà nó là no đơn chức thì K nó sẽ bằng N phần 2. Nên ta suy thầy là 2N trừ 10 cộng 2 chia 2 bằng N phần 2. Giải phương trình này thì N nó bằng 8. Thì chất này của mình là C8H10O8. Rất trâu bò luôn. Thấy chưa? Rất to. Đấy. Nhưng mà nó bảo thủy phân trong môi trường kiềm vừa đủ được một muối của một axit và hai ancol. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta thấy ngay anh này có 8 oxy chứng tỏ có 4 nhóm COO. 4 nhóm COO. Nói chung là em phải nháp. Bây giờ tôi vẽ chờ 4 nhóm COO ở đây. Vẽ dọc đi cho nó dễ nhìn. Chứ còn nếu mà để nó ngang thì hơi bị khó hình dung. 4 nhóm COO viết thư thư là tí nhé. Mỗi một cái nhóm COO này phải ít nhất phải gắn với một carbon. Thì chúng ta nhẩm này, 4 nhóm COO mà gắn thêm 4 carbon nữa thì được hết carbon rồi. Chứng tỏ những cái ancol này của mình nó là có ít carbon nhất. Đúng không? Các ancol này sẽ là ít carbon nhất. Hình dung nhé, là 4 nhóm CO đã hết tra 4 carbon rồi. Cộng thêm ít nhất là phải có thêm một carbon vào những chỗ này nữa thì nó mới thành 8 thì mới thành este được.
đúng không? Ancol ít nhất có một carbon mà. Vậy thì những ancol này của mình sẽ phải có số carbon ít nhất. Vậy thì hai ancol của chúng ta nó phải là những ancol có ít carbon nhất. Mà ancol có một carbon đơn chức thì bé nhất nó là CH3. Thế ancol kia buộc phải hai chức em ạ. Thì nó mới gắn được những cái nhóm này lại với nhau. Thế ancol hai chức thì có thể là ethylene glycol. Đây, ví dụ đây là ethylene glycol. Đúng không? Thế bây giờ este của mình sẽ nối cái này vào đây này. Nhá một tí nữa ra thôi. Sao lại nối tiếp cái này vào đây này? Và đến đây tôi gắn CH3 vào là quá phù hợp. Chưa? Hay không? Đây là chất X. X này thủy phân trong môi trường kiềm nhìn cộng 4 NaOH này. Thì hiển nhiên muối của mình nó sẽ là CONa 2 lần. Cộng với ancol thứ nhất là CH3OH. Ancol thứ hai là ethylene glycol. Và ancol CH3OH thì nó lặp lại 2 lần cân bằng 2 vào đây. Muối này cân bằng 2 vào đây. Hiểu chưa? 17,55g thì chúng ta bấm thấy nó là bao nhiêu mol. 17,55 mol. Gam là bao nhiêu mol nhỉ? Thầy chưa bấm. 17,55 chia cho mở ngoặc 8 x 12 cộng 10 cộng 8 x 16 à. Thì nó là 0,075 mol. Rồi. Hiểu các bạn? Nhám tí ra ra nhưng mặc dù đây là câu điểm 10, câu này xứng đáng câu điểm 10 để thi tốt nghiệp luôn. Cái này là 0,15 mol. Cái này là 0,15 mol. Anh này là 0,075 mol. Câu này nó bảo em là Y có số carbon bằng số oxy. À Y này gì nhỉ? Muối Y của axit này, đây là muối Y này. Chất này chất Y nhé. Và Z của chúng ta nó gồm hai ancol này, được chưa? Z gồm hai ancol này. Thế giờ câu A nó bảo Y có số carbon bằng số oxy. Anh này có 2 carbon nhưng lại có 4 oxy. Câu A của mình là sai, được chưa? 2 carbon nhưng 4 oxy. Ok. Đấy. À, câu B, X có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. X của chúng ta thì nó không có formic nên sao nó trắng bạc được. Câu B là sai. Câu C, đốt cháy Z được CO2 gấp đôi số mol hiro sinh ra khi cho Z tác dụng natri. Trời ơi. Câu này hay thế. Câu này bây giờ chúng ta phải tính thế này này. Chúng ta xét thấy là CH3OH nếu mà cho vào natri thu được 1/2 hiro. Nếu mà đốt cháy thì viết một phương trình kép nhé, thành 1 CO2 này. Chúng ta nhìn cho thầy một cái khoảng trống nhỏ chỗ này. Tiếp tục là chúng ta có ethylene glycol là CH4OH 2 lần này. Anh này mà cho vào natri thu được 1 hiro. Còn nếu mà đốt cháy á thì nó thành 2 CO2. Ta thấy ngay là CO2 luôn gấp đôi hiro kìa. Ví dụ với anh đầu tiên thì nó có 1 CO2 nhưng lại 1/2 hiro thì gấp đôi chưa? Anh thứ hai mình thế là 2 CO2 nhưng lại 1 hiro. Thế gấp đôi là gì nữa? Đúng không? Đó. Vậy thì cái câu D của mình, câu C của mình là câu đúng. Câu D nó bảo khi đốt cháy Y không thu được nước. Y của chúng ta không có hiro thì không thu được nước, đúng rồi. Câu E nó bảo giá trị của M là 9,54. Thầy bấm nhé. M của mình là 0,15 x 32 cộng 0,075 x 62. 9,45. Wow, lừa lỗi chính tả này. 9,45. Được chưa? Thì bài này hai câu đúng. Tuyệt vời chưa? Đấy, thầy đã hoàn thành cho bạn cái đề lý thuyết VIP số 01 một cách rất nhanh chóng. Đúng không? Trong vòng 45 phút chúng ta đã chữa xong cái đề này rồi. Coi như 1 phút chữa một câu. Câu nào cũng chữa chi tiết. À, chắc các em cũng hiểu hết đúng không? Cũng hiểu gần hết đúng không nhỉ? À, những bạn nào hiểu thì thả tim cho thầy vào comment nhé. Đấy thì trước khi chia tay thầy nhắc các bạn này. Đó là để tham gia được khóa học thì chúng ta sẽ inbox vào page để các anh chị tư vấn cho chúng ta. Nếu ai chưa tham gia khóa học thầy Trọng. Còn những bạn nào trong khóa học thì biết rồi là thầy đang dạy gần kết thúc chương trình hóa vô cơ. Và thầy đang bước sang giai đoạn luyện đề tổng ôn. Và từ bây giờ trở đi là sẽ live stream rất là nhiều. Chúng ta sẽ live stream những đề lý thuyết hàng tuần. Tất cả các đề lý thuyết thầy đều chữa chi tiết từng từ từng chữ một. Buổi nào cũng live stream nếu đã chữa đề lý thuyết. Còn đề thi của các trường trong cả nước thầy sẽ up lời giải chi tiết, video giải chi tiết cho từng đề một. Một số đề nào hay, tuyệt vời thì thầy sẽ live stream chữa trực tiếp. Đúng nhỉ? Và sẽ có những buổi chữa bài tập vận dụng cao, những bài tập lý thuyết vận dụng cao vân 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 vân. Các bạn nhớ chia sẻ video ủng hộ thầy nhé. Bạn nào có bạn bè có nhu cầu cần học, chúng ta có thể giới thiệu các bạn ấy cho thầy Trọng. Ok các em nhé. Bye bye các em. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại vào buổi tiếp theo. Chúc em vui vẻ.